Còn chiều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huấn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Chào Julie. Thái Ngộ khán giả Huấn Việt TV, Thái Ngộ anh Chiêu. Chào wow. Julie. Lâu lâu rồi ta mới gặp một lần. Lâu lâu người ta mới gặp một lần. Chịu khỏe không? Dạ khỏe. Dạ. Yeah. Đừng hát câu sau nữa. Hát câu sau là dân nhậu. Kính thưa quý vị thính giả, sau khi thu xếp được thì bây giờ trở lại đọc tin chung với Julie. Một niềm vui nho nhỏ của mỗi tuần, mỗi thứ ba hàng tuần. Và như vậy thì để mở đầu cho phần tin ngày hôm nay, đó là phần tin Hoa Kỳ với Julie. Ban vận động của Phó Tổng thống Harris sẽ công bố ứng cử viên Phó Tổng thống trong sáng hôm nay. Ban nguồn tin thân cận cho biết Phó Tổng thống Harris thu hẹp danh sách ứng cử viên Phó Tổng thống xuống còn hai người, đó là Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro. Bà Harris sẽ công bố lựa chọn của bà trong sáng thứ ba hôm nay, trước khi xuất hiện lần đầu tiên với ứng cử viên Phó Tổng thống tại Đại học Temple ở Philadelphia trong cùng ngày. Tối thứ hai, bà Harris nói rằng bà vẫn chưa đưa ra quyết định lựa chọn ứng cử viên Phó Tổng thống là một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của bà Harris. Do bà vội vã thành lập ban vận động để đối diện với ông Trump và thượng nghị sĩ J.D. Vance, ứng cử viên phó tổng thống của ông trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Vance cũng vận động tranh cử ở Philadelphia trong ngày hôm nay. Ông Shapiro, 51 tuổi, là ngôi sao mới nổi của đảng, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Pennsylvania, là cựu bộ trưởng tư pháp tiểu bang. Ông Shapiro sẽ tăng thêm phần quan trọng lịch sử của cuộc bầu cử. Nếu đắc cử, ông sẽ là phó tổng thống người Do Thái đầu tiên của Hoa Kỳ, trong khi bà Harris trở thành người phụ nữ da đen và người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Sự ủng hộ mạnh mẽ Israel của ông Shapiro có thể làm xa lánh một số cử tri cấp tiến, nhưng cũng có thể thu hút cử tri ôn hòa và ngăn chặn cố gắng của phía Cộng hòa biến chiến sự Gaza thành vấn đề gây chia rẽ trong đảng Dân Chủ. Ông Walz, 60 tuổi, là cựu thành viên vệ binh quốc gia, cũng là cựu giáo viên. Ông gọi ông Trump và ông Vance là đáng sợ. Ông Walz thu hút cử tri nông thôn da trắng, mặc dù ông cũng bênh vực các chính sách cấp tiến như bữa ăn học đường miễn phí và mở rộng nghỉ phép có lương. Tối cao pháp viện từ chối hoãn phiên tòa kết án ông Donald Trump trong vụ dùng tiền để bịt miệng nhân chứng. Tối cao pháp viện vào hôm thứ Hai đã bác đi đề nghị của tiểu bang Missouri nhằm để hoãn phiên tòa kết án sắp tới của ông Donald Trump vì bản kết tội của ông ở tại New York trong vụ trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm và hủy bỏ lệnh cấm bàn thảo công khai liên quan cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Các thẩm phán đã đưa ra quyết định trên để mà phản hồi đơn kiện của Missouri, trong đó cho rằng phiên xử ông Donald Trump đã vi phạm quyền của cử tri theo hiến pháp của Hoa Kỳ, vì cử tri có quyền lắng nghe ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa khi ông tái tranh cử vào Tòa Bạch Ốc. Lệnh của tối cao pháp viện chưa được ký, và thẩm phán Clarence Thomas và Samuel Alito tỏ ý là họ sẽ xem xét đơn kiện của Missouri, nhưng cho biết rằng họ sẽ không hoãn thêm một lần nữa. Được biết vào hồi tháng 5 thì ông Donald Trump bị xác định là phạm tội làm giả hồ sơ kinh doanh để nhằm che giấu khoản tiền là 130.000 đô la đã trả cho ngôi sao khiêu dâm là Stormy Daniels, đổi lại là cô sẽ im lặng trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 về chuyện cô và ông Donald Trump đã có quan hệ tình dục trước đó nhiều năm. Phía công tố thì cho rằng số tiền này là để tăng cơ hội cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 khi ông đánh bại bà Hillary Clinton. Ông Donald Trump đã phủ nhận quan hệ tình dục với cô và công bố là sẽ kháng cáo sau phiên tòa kết án, dự tính diễn ra trong tháng 9. Vào ngày 3 tháng 7, thì Bộ trưởng Tư pháp Missouri là Andrew Bailey đã nộp đơn kiện tiểu bang New York đề nghị tối cao pháp viện hoãn phiên tòa kết án ông Donald Trump và lệnh cấm ông bàn thảo công khai do thẩm phán là Juan Merchan ban hành. Và tranh cãi những pháp lý giữa các tiểu bang được nộp lên trực tiếp trên tối cao pháp viện. Ít nhất 6 người thiệt mạng vì bão Debbie. Bão nhiệt đới Debbie mang mưa lớn đến miền Bắc Florida hôm thứ Hai
và làm cho ít nhất 6 người thiệt mạng khi trận bão di chuyển về phía Georgia, North Carolina và South Carolina có nguy cơ gây lũ lụt khắp khu vực. Trận bão di chuyển chậm đổ bộ vào Gulf Coast của Florida vào lúc khoảng 7 giờ sáng thứ Hai với cường độ bão cấp 1, đổ bộ gần Saint Hatchie, cách Tallahassee khoảng 115 km về phía đông nam. Bão Debbie mang theo gió mạnh 80 mile một giờ khi nó đến khu vực Big Bend, nhưng vận tốc giảm khi bão đi qua đất liền. Cây đổ ngã làm cho một bé gái 12 tuổi và bé trai 13 tuổi thiệt mạng ở quận hạt Levy. Những người khác tử vong trong trận bão bao gồm một tài xế mất kiểm soát xe tải 18 bánh trên đường I-75 và rơi xuống kênh Tampa Bypass Canal, cũng như một phụ nữ 38 tuổi và con trai 12 tuổi của cô khi xe của hai mẹ con va chạm ở quận hạt Dixie phía bắc Tampa. Khoảng 240.000 khách hàng bị mất điện ở Florida, trong khi hàng trăm chuyến bay từ và đến các phi trường Florida bị hủy bỏ hôm thứ Hai. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, Debbie sẽ đi qua Georgia, di chuyển ra Đại Tây Dương, sau đó mạnh lên và đổ bộ lần thứ nhì, có lẽ ở South Carolina, gần Charleston. Chiều tối thứ Hai, trận bão ở gần ranh giới Florida-Georgia cách Valdosta, Georgia khoảng 50 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng đông bắc với vận tốc 6 mile một giờ và mang theo gió mạnh 50 mile một giờ. Trung tâm bão dự báo lũ lụt nghiêm trọng với một số khu vực dọc theo bờ biển Đại Tây Dương có lượng mưa lên đến 760 mm trước tháng thứ Sáu. Thống đốc Georgia, South Carolina và North Carolina công bố tình trạng khẩn cấp chuẩn bị cho thiệt hại từ bão Debbie. Một nghi phạm sau khi giết người bỏ trốn và bị bắt giữ ở tại Mexico mặc dù đang làm cảnh sát đã 20 năm. Một người có biệt danh là The Devil, người bỏ trốn nằm trong danh sách truy nã của Hoa Kỳ, vừa bị bắt giữ ở tại Mexico. Đó là ông Antonio Riano, 62 tuổi, bị bắt giữ vào hôm thứ Năm ở thành phố Zapotlitan Malmas, tiểu bang Oaxaca, nơi mà ông ta đang làm một công việc gìn giữ pháp luật. Cục Cảnh sát Hoa Kỳ cho biết là khi ông Riano bị bắt giữ ở tại Mexico, ông ta đang làm một cảnh sát viên của địa phương. Ông Riano nằm trong danh sách truy nã của văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Butler, Ohio kể từ năm 2004, khi ông ta bị truy tố là tội bắn chết Benjamin Becerra, 25 tuổi ở bên ngoài quán Roundhouse Bar ở tại Hamilton, Ohio, và khẩu súng được sử dụng trong vụ giết người đã được tìm thấy trong phòng tắm của ông ta. Sau đó thì ông đã trốn khỏi Hoa Kỳ để tránh bị truy tố. Và vào năm 2005, ông Riano được đưa vào một tập trong chương trình America's Most Wanted của đài Fox. Và Cục Cảnh sát Hoa Kỳ phối hợp với Phòng Quốc tế vụ của Bộ Tư pháp và đối tác địa phương ở Mexico để mà bắt giữ cũng như dẫn độ ông Riano. Sau khi bị bắt giữ thì ông ta đã được đưa từ thành phố Mexico đến Cincinnati, sau đó thì đưa vào nhà tù của quận hạt Butler. Ông Riano bị truy tố hai tội giết người và một tội hành hung. Và công tố viên là Michael T. Gimose của quận hạt Butler thì cho biết rằng cuộc bắt giữ như thế này không thể diễn ra nếu không có sự hợp tác của các nhà điều tra văn phòng công tố, Cục Cảnh sát Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Chủ nhà tang lễ ở Colorado phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân 950 triệu đô la. Chủ nhà tang lễ ở Colorado, những người cất trữ 190 thi thể rửa nát như gửi cho cốt giả cho các gia đình, phải bồi thường 950 triệu đô la cho thân nhân của các nạn nhân trong vụ kiện dân sự. Tiền bồi thường có lẽ sẽ không được chi trả vì chủ nhà tang lễ, ông bà John và Carrie Hartford, rơi vào khó khăn tài chính nhiều năm qua. Họ cũng đối diện hàng trăm tội danh hình sự trong các vụ kiện tiểu bang và liên bang khác như ngược đãi tử thi và những cáo buộc nói rằng họ nhận 130.000 đô la từ các gia đình để tiến hành hỏa táng và an táng, nhưng họ chưa bao giờ thực hiện. Điều đó có nghĩa là số tiền bồi thường gần 1 tỷ đô la chủ yếu mang tính tượng trưng cho sự tổn thất tinh thần của các gia đình. Những người biết được thi thể của cha mẹ hay con cái họ không được hỏa táng hay an táng, thay vào đó rửa nát trong nhà kho tồi tàn. Và Christina Page nhờ nhà tang lễ Return to Nature hỏa táng con trai bà năm 2019 và mang bình đựng tro cốt bà nghĩ là tro cốt con trai bà đi khắp nơi, cho đến khi năm 2023
nhận được tin thi thể anh ta vẫn còn ở nhà tang lễ Return to Nature 4 năm sau khi anh ta qua đời. Hàng chục gia đình nhận được tin tương tự khi 190 thi thể được xác định danh tính. Mặc dù các nạn nhân và luật sư Andrew Swan của vụ kiện tập thể này ngay từ đầu hiểu rằng các gia đình hầu như không có cơ hội nhận bất kỳ bồi thường tài chính nào. Một phần mục đích của họ là đưa ông bà Harper ra tòa và đòi câu trả lời. Đơn kiện dân sự liệt kê hơn 100 người nhưng để ngỏ trong trường hợp các nạn nhân khác lên tiếng. Vì tổng cộng 190 thi thể được tìm thấy tại cơ sở nhà tang lễ ở Penrose, gần văn phòng công ty ở Colorado Springs. Công ty X đóng cửa một văn phòng ở tại San Francisco, mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk, mà trước đó là Twitter, sẽ đóng cửa văn phòng ở khu Mid-Market của San Francisco. Theo báo New York Times, trong email nội bộ từ giám đốc điều hành là Linda Giacarino gửi cho nhân viên, thì bà thông báo công ty dự tính đóng cửa văn phòng tại tòa nhà số 1355 Market Street trong vài tuần tới. Và công ty sẽ tiếp tục hiện diện ở tại Bay Area với văn phòng hiện hữu tại San Jose, cùng với văn phòng ở tại Palo Alto sử dụng chung với XAI, công ty trí thông minh nhân tạo của ông Musk, và văn phòng thị trưởng London Pritt thì cho biết là họ đã biết kế hoạch của công ty và trọng tâm của thành phố vẫn là phối hợp cũng như hỗ trợ cho các công ty đặt văn phòng tại San Francisco từ trụ sở toàn cầu đến công ty trí thông minh nhân tạo hàng đầu, cũng như hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ. Thành lập ở tại San Francisco vào năm 2006, Twitter đã chuyển đến Market Square vào năm 2012 và đến khu Mid-Market theo thỏa thuận với thị trường, lúc đó là bà Ed Lee, trong đó bao gồm giảm thuế. Và sau khi ông Musk mua lại công ty vào năm 2022, thì Twitter bị cáo buộc là không trả tiền thuê nhà và đặt giường ngủ tại trụ sở một cách trái phép. Trong bài viết tháng 7 năm ngoái, thì không lâu sau khi đổi tên công ty trở thành X, thì ông Musk đã phản bác tin đồn là rời khỏi San Francisco. Và tháng trước, thì ông Musk công bố là ông sẽ đưa trụ sở X sang Texas với lý do một luật gần đây cấm học khu thông qua quy định thông báo cho phụ huynh nếu con cái họ đề nghị thay đổi giới tính. Và tòa nhà Market Square xây dựng vào năm 1937 mang phong cách thiết kế là Art Deco. Trong nhiều năm thì tòa nhà được gọi là Western Furniture Exchange and Merchandise Mart. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ gồm Việt TV, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.